cái người bán bò á, nói là bây giờ tới chiều phải chồng tiền cho người ta, tại người ta đang kẹt tiền, nếu mà không chồng là người ta bán cho người khác. Thì cái nội dung cũng giống vậy. Đúng y chang luôn, cho chị mượn là bữa thứ ba mà thứ bảy là chị trả. Tại vì mình thấy chị cũng mà lo mần ăn, mà mượn có mấy ngày à, nếu mà mình không cho mượn á rồi rủi đợi tới ngày mai là người ta bò ta bán rồi mình không bắt được bò mình cũng tội nghiệp, tại vì cũng là anh trai của mình. Nên mấy chị em cũng cứ nghĩ có một cái lời đó thôi nên cho mượn, thành ra xạo hết luôn, đi lừa gạt hết luôn. Lừa gạt. Dạ con chào tất cả gia đình bà ha. Rồi hai chị gái này là như thế nào của bà vậy bạn? Là con gái tôi. Dạ hai người chị ngồi sau là con gái của bà, là nhờ là bị con dâu của bà bị lừa luôn hả? À, chị nào chị lớn? Lớn rồi. Đâu? À, cái câu chuyện của chị với người em dâu như thế nào, chị có thể kể quá trình mà em dâu mình mượn tiền chị như thế nào, lừa chị như thế nào, chị có thể kể cộng đồng mạng biết không? Chị tên gì chị? Tôi tên Đỗ Thị Lệ Thu. Chị năm nay sinh bao nhiêu sinh tuổi? 64. Dạ. Hôm thì coi như từ trước giờ thì thấy nó về nó lo cho em út mình, thì mình cũng tin, nhưng mà hôm bữa mà tôi bán lúa, bán lúa nó qua nó hỏi thăm. Nó hỏi thăm mà tôi cũng nói là tôi lời được mười mấy triệu kìa. Dạ. Nó mới nói, nó kêu tôi nó nhỏ. Trong khi cũng có chồng có con nữa, nó nhỏ, cái tôi mới đi cho, qua chỗ khác cho nó nhỏ. Nó nói chị làm ơn cho em mượn 6 triệu đi, đặng em về em bắt bò giờ còn thiếu. Cái tôi mới thấy nó vậy, nó bắt bò bắt đầu nó nuôi rồi, thì em mình cũng ở nhà nó đặng ở nhà có đi mần xa rồi vậy đó. Thế vậy cũng giúp đỡ nó thôi, cho mượn 6 triệu. 6 triệu nó hứa là bữa thứ tư nó đem qua nó trả, là nó mượn bữa chủ nhật. Nó nói vài bữa em gom tiền em trả cho chị. Rồi qua bữa thứ nó nói thứ tư nó trả, qua bữa thứ ba, chiều thứ ba khoảng là 2 giờ thì má ở đây nó rước đi về, xong rồi nó nói để nó đưa cho nó qua, nó mới nói tôi thôi để em đưa má về rồi ngồi nói chuyện thôi. Nó mới nói chị em tính bắt bò như vậy mượn chị cũng tưởng đâu đủ, nhưng mà người ta kêu bán thêm một con nữa nên nó thiếu, chị cho em mượn thêm 4 triệu nữa là 10 triệu, rồi bữa thứ bảy em trả cho chị. Cái này thấy mình em út mà nó lo lắng vậy thôi, giờ cũng như nó mượn có mấy bữa mình không thẳng mình trả tiền người ta sao, còn giờ trước bắt mình cho nó mượn đi nên mình cho nó mượn là tất cả là 10 triệu. Nó nói thứ bảy nó trả, rồi cái chiều thứ bảy đó là cái nó đi đưa má về trỏng là nó dụ mấy em tôi là nó gom hết luôn trong vòng mấy tiếng hồi đó. Là tối lại là em nhỏ em út tôi điện hỏi chị hay gì không, nó hay gì nó bả đi rồi, bả gom tiền bả đi hết rồi thì nó mới biết. Ở trong căn nhà đây là bà với lại anh với chị, với chị với con dâu là ở trong hai căn nhà đây hả? Ở đây luôn, mình anh ba ở mỗi nhà hết. À vậy là còn ở đây với em với má là ở trong huyện Gò Công Đông thôi. Dạ. Còn căn nhà đây là hai vợ chồng của anh ở ha. Đúng rồi. Với hai con với hai con trai, hai con trai đi làm. Đi xe ra cái nửa tiếng đồng hồ. Rồi chị là chị Út. Út hả? Út. Em là chị vợ của anh đây là mượn chị là bao nhiêu nữa? 10 triệu. 10 triệu. Là cứ mỗi người là 10 triệu. Rồi bà chị thứ tư 10 triệu. Dạ. Rồi mượn bà chị thứ bảy mà bà nó là bà giờ bà không có tiền, ở trong tài khoản bà chỉ còn 4 triệu rưỡi thôi, là bắn cho 4 triệu rưỡi luôn. Rồi. Để cái nội dung mà chị mà hỏi mượn tiền á là cũng là chị nói là cái người bán bò á nói là bây giờ tới chiều phải chồng tiền cho người ta, tại người ta đang kẹt tiền, nếu mà không chồng là người ta bán cho người khác. Thì cái nội dung cũng giống vậy. Đúng y chang luôn, cho chị mượn là bữa thứ ba mà thứ bảy là chị trả. Tại vì mình thấy chị cũng mà lo mần ăn, mà mượn có mấy ngày à, nếu mà mình không cho mượn rồi rủi đợi tới ngày mai là người ta bò ta bán rồi mình không bắt được bò mình cũng tội nghiệp, tại vì cũng là anh trai của mình. Nên mấy chị em cũng cứ nghĩ có một cái lời đó thôi nên cho mượn, thành ra xạo hết luôn, đi lừa gạt hết luôn. Lừa gạt rất là nhiều người mà. Và bữa nay là tại vì mấy cái chị kia bạn công việc á cả nhà, thì hiện tại ở đây cũng có là chị với người em út đó, cũng là mỗi người là lừa là 10 triệu đó. Riêng là cô đây
tay á là mẹ chồng á thì được bây giờ là tới bán đất luôn. Rồi gom đi là hổng tính là tổng cộng là cũng là 400-500 triệu rồi. 500. Chị cho em hỏi là hiện tại là chị đang ở với ba hả? Cái hôm mà chị dâu của chị tới mà để mà kêu bà mà ký giấy tờ là bà cũng nói với chị luôn hả? Đi mầm tối ngày không có ở nhà. Rồi không rồi về cũng không nghe má nói luôn. Tại vì ở trong đó là trồng gò á, rồi tối ngày phải ra gò mần chứ không có ở trong nhà. Cái khổ tối ngày ngoài đồng. Là bữa đó là con dâu của bà vô trong đó tìm bà hả bà? Con dâu tôi thì bữa đó là nó chở tôi ra này chơi mấy bữa nè. Nó đưa tôi về trống. Đi cái giấy trước cả tháng luôn, rồi mới chở tiền chơi. Cũng như cái giấy trước gần một tháng rồi mới rồi đi vô rước là về qua nhà nào này là chơi. Chơi là ở qua đây 3 ngày. 3 ngày rồi mới đưa chiều là đưa trở về trống. Đưa trở về trống xong rồi mới mượn tiền mấy chị em. Là bữa đó là buổi chiều thứ ba. Nói chung là giống như là mượn tiền có một đoạn dùng bắt bò. Đúng với con mình bò không? Là về bắt bò tại vì thấy xây chuồng, xây đòn nhà mà anh mình nữa. Mà không lẽ mượn có mấy ngày mình không cho mượn. Mà nếu mà mình không cho mượn thì qua ngày sau là người ta không chịu bắt bò cho mình nữa. Tại ta đó là ta đang kẹt tiền. Còn chỉ đi mượn tiền hàng xóm thì có nội dung khác không hay là cũng bắt bò thả bò luôn? Trời ơi. Cũng thứ bảy trả luôn. Mà trong vòng mấy tiếng hồ là mấy chục triệu hả? Nó mượn chừng 2-3 giờ là nó dòng đưa máy. Từ 2-3 giờ chiều mà tới chiều đến anh mấy giờ sớm luôn. Trong vòng mấy tiếng hồ, 3-4 tiếng hồ về là gom hết rồi sáng lại đi đó. Rồi vàng dòng với tiền của bà đó là con cháu cho bà dành dụm bà mua đúng không bà? Mà con dâu mình nó lừa mình cỡ đó luôn hả? Trời ơi trời. Con cháu dành dụm với lãnh lương già, lãnh lương tháng. Lãnh lương tháng, một tháng là 300-350. Nói má, giờ lấy 350 này con mua sữa cho má uống, không chịu á. Để lấy tiền nó dành dụm. Đừng cho có đứa nào nó có khổ cho mượn luôn vậy đó. 83 tuổi rồi. Lừa bà thấy tội không? Sữa con cháu mua cho thì uống chứ mà lấy cái tiền đó đi mua. Bà già ăn chay trường nay mười mấy hai chục năm nay. Đi ăn chay trường không đi chùa đi chiền không. Bà thấy ai mà khổ bà thương gì lắm. Là bà hay mũi lòng nhưng con dâu ngọt ngào với bà quá bà nghe phải không? Đúng rồi. Đối bán đất luôn. Đối xử tốt với con mình nữa cho nên là tả tin mà cho nên là cả một gia đình mình đại gia đình mình bị lừa hết, thậm chí con riêng của anh cũng hai người cũng bị lừa hết, bị lừa luôn. Trời ơi, là hai thằng trai đi mần bao nhiêu đem tiền về đưa cho chị hết luôn để nó sắm vàng nặng mai mốt cưới vợ. Nói chung ra là nó nói mấy đứa con cũng nghe luôn. Thì ráng làm thì mẹ thì không có con. Vậy thì con nó cũng tin luôn, mẹ là mẹ không có con. Bây giờ mẹ sống với cha con thì coi như tụi con như là con đẻ của mẹ vậy đó, mẹ lo lắm. Bây giờ con đi làm về lương tha lương đó, dơ mẹ giữ mẹ sắm vàng. Mai mốt là cưới vợ đó, rồi đặng có vàng đi cưới vợ người ta. Cưới vợ là giờ nó phải cả 100 triệu chứ đâu ít. Bây giờ con làm con xài hết tới chừng nữa mà tiền đâu cưới vợ. Nó cũng nghe lời luôn đó, nó cũng nghe lời luôn, nặng nó cho mẹ nó nặng giữ nặng sắm vàng mà để dành cưới vợ mà đó. Nó vậy cũng phải bị lừa thôi. Em thấy anh cười mà nước mắt anh rơi rồi. Cuộc sống qua đào khóc khổ ngư là cười ra nước mắt. Dạ. Rồi nhất là bà cái tuổi cũng xếp đó. Nhiều rồi mà cũng bị con dâu mình lừa như vậy, bao nhiêu số tiền dành dụm của dạ, mình. Con dâu ngang hông nữa. Khổ nó rồi. Nãy giờ nó gà trống nuôi con một mình, nó nuôi 3-4 đứa con, tôi thấy khổ dữ lắm. Mà bây giờ nó có vợ mà con này nó được lo chu đáo vậy tôi cũng mừng dữ lắm, mừng lây dữ lắm. Mà chẳng ngờ bây giờ như vậy, nhiều khi tôi thất vọng quá. Chưa được bao lâu hả bà ha, mới 5-6 tháng à. Bà thấy vậy là tôi mới suy nghĩ thất vọng, rồi nói đi rồi nói lại, tôi nói thôi bây giờ tôi kể như tiền tôi uống thuốc đi, chứ giờ sao giờ, bây giờ thôi mình uống thuốc đi.
Bây giờ biết làm sao bây giờ? Như kiếp nạn của mình hả bà? Từ ăn ủi á. Bây giờ cả như mình khỏi khỏi bệnh đi, mình uống thuốc đi. Bây giờ biết sao bây giờ? Bây giờ cái vụ mà thiền đất nó gạt bà già đó thì đất của nó là anh quản lý. Anh phải giờ phải kêu bán 10 sao đặng chuộc 200 triệu ra để cho mẹ cho nhẹ lòng, thà mất đất. Cái đó phải bỏ thôi. Chừng nào bắt được nó về thì mình mới giải quyết tính sao. Và trống nuôi con ba đứa con. Nào khổ đất là phải giữ ba con trời, tôi biểu thôi giờ khổ quá đi thôi giờ bán năm sào ba sào đi đi. Người nào cứ bán nó con chứ khoan không bán. Đi làm thế là mướn là nuôi ba đứa nhỏ thôi chứ bán không bán. Năm sào ba sào gì đi đừng nuôi tụi nhỏ không bán. Tới ngày nay là phải chịu thôi. Bởi vì chú là chặt chả lắm. Bị có bà mẹ nó gạt bà mẹ phải chịu chứ giờ không biết coi sao không. Vậy cái lường gạt này nè. Bà mẹ nó tại sao nó bùa người nào nó bỏ bùa mê thuốc lú đó, bỏ bùa mê. Chú mới nói vậy, tại sao chú làm chồng nó nếu mà nó có bùa nó bỏ chú, bỏ thuốc bùa mê chú thì nó lấy còn càng nhiều hơn nữa chứ sao mà nó nói ai cũng nghe trên mà sao chú không nghe? Thì cái đó là buồn nghe thôi. Tại sao chú không nghe? Không nghe được. Nếu mà nó bỏ buồn nghe thì miếng đất này là mất trắng luôn rồi, không còn cửa mà chuột lại. Bây giờ nó có 200 triệu nếu mà nó nói chú mà chú nghe thì nói chú về nó kêu bà già nào vô bán thẳng luôn 500 triệu, 400 triệu rồi và tiền đâu mà chuột. Đúng không? Nếu mà nó bỏ buồn nghe bỏ thì bỏ lại theo chú rồi sao mà nó không bỏ chú mà nó bỏ toàn là bà già, nó gạt bà già, nó bỏ bùa gì đâu. Thôi cái chị nó khỏi nói đi. Không, bên này em nghĩ chắc là chị có cái khiếu nói thôi, với lại chị tạo cho mình một cái lòng tin quá. Ngọt quá, ngọt rồi, rồi kia thôi, bùa. Chứ không phải cái vấn đề kia đâu. Nếu mà theo vấn đề kia thì còn lừa hơn thế nữa. Bởi vậy? Dạ. Chị nó bỏ bùa chú là chú nó nói gì chú nghe đấy rồi, chú đâu nghe nó. Sao nghe? Nghe gì đâu. Ở đây là con dâu là lừa bà này số tiền nhiều nhất. Và bây giờ bà cũng già rồi. Mình cứ nghĩ là của đi thay người đi bà, cho nhẹ lòng hơn. Thì bây giờ bà cứ nghĩ ngợi tới cái chuyện đó thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì tôi cũng nghĩ vậy. Thôi giờ kể như là thôi giờ cũng như là mình tin nó quá đi. Bây giờ thôi như kể chừng mình uống thuốc vậy. Mà cái vợ anh có lừa ai là đàn ông không anh? Hay là phụ nữ không? À, cái đó là trong nhà thôi, chứ còn ngoài đời thì đúng ra ngoài đời thì mình chưa biết. Không, có nghĩa là đi mượn tiền hàng xóm nè, mấy người hàng xóm có ai là đàn ông không? Là phụ nữ không đúng không? À, ở ngoài á, hàng xóm là bao nhiêu người anh nhớ không, biết không? Không, ở hàng xóm thì có ông 24 triệu thôi, còn nó lừa ở đâu trên kia thì người ta chưa phát hiện thì người ta không có cho hay thì thôi, mình cũng không có đếm xỉa tới. Là có người báo anh đúng không? Cái người trăm mấy thì có biết, còn như lẻ tẻ nữa thì mình không biết. Cái người trăm mấy cũng đàn bà. Vụ này cũng hơi nhiều nhưng mà sao hai chị cũng tin tưởng chị dâu mình quá đúng không? Tin tưởng giống như là chị dâu mình lo cho anh mình vậy tốt ha, xong rồi mà bắt bò mà mượn tiền bắt bò lo cuộc sống gia đình đó là cũng tốt, cho nên là hai chị cũng mới là cho mượn tiền. Mà không ngờ hai chị với hai người em đó hả? Cũng chị của em, nhưng mà em của anh này là người gái hòa, là thứ tư với một chị thứ bảy, là bị lừa luôn. Nói chung là gia đình mình lừa hết luôn hả? Đúng rồi. Trong vòng mấy tiếng là mấy mượn mấy chục triệu mà cũng cao siêu quá, tính ra cũng cao siêu luôn. Mấy tiếng gì tính ra một tháng rồi, trong lúc đó mấy tiếng đó là mấy tiếng má đó là luôn, năm triệu rồi sáng lại sáng lại bay, chứ không phải là đồ mấy chị em không. Là của má luôn đó, là trong vòng một ngày một buổi đất buổi chiều thôi đất đồ nó trước. Có là tiền là trước khi đi là bà cũng bị đưa 5 triệu nữa. Vòng trong vòng cái mấy tiếng đó đưa má về, tại ở đây rồi hỏi đây đưa má về xuống vậy.
Tại vì mấy chị em là ở dưới đó hết. Dạ. Chỉ có một chị này là ở gần đây thôi. Dạ. Đưa má về dưới là gom dưới là ba chị em dưới. Hai chị có lời nào à, nhắn nhủ với chị đó không? Nếu mà chị đã coi được cái những cái đoạn clip tụi em đăng lên, không muốn chị đã về không? Không muốn chị đã về để mà giải quyết cái số tiền này không? Về, tôi rất muốn nó về để gặp mặt, cũng như nó hứa mình gì vậy, thử coi nó có thực hiện được cái lời hứa nó không. Chị nghĩ sao mà gạt nhỏ thì không đã đành đi, mà chị không biết có lương tâm không mà chị đi gạt người già. Thì như chị em tôi nói là cũng như người 10 triệu vậy, mình có thể mình có con có cái còn ấy, còn má bảo quá già rồi dành dụm mỗi chứ con cái cho bao nhiêu cũng dành dụm cho nó, mà giờ nó gom hết là đau lòng chỗ mà già. Thật ra chỗ tôi chị em á, tôi muốn về. Dạ, thì chị gia đình mình có lời nói nào đến cộng đồng mạng không? Cứ gửi cộng đồng mạng chia sẻ những cái clip để lan tỏa, để mong mà cộng đồng mạng sẽ thấy hình ảnh của người em dâu cũng như người chị dâu cũng như vợ anh á, thì sẽ báo cho gia đình hoặc là anh em ở đây để mà về nhà sớm giải quyết cái khắc phục cái hậu quả này. Còn mấy là cũng hơi gọi là khó khăn tí. Thì anh chị có ý kiến gì gửi đến cộng đồng mạng không? Cũng có ý kiến rất là mong cho cộng đồng mạng để nếu mà gặp một đứa em dâu tôi ở đâu vậy đó, cũng nhờ nói phiên nó về để giải quyết chuyện chị em cho thỏa thuận, đâu ra đó mình khỏi có bận tâm gì sau này, khỏi hận khỏi ấy nữa nhau. Nếu mà như là chị giải quyết rồi xong xuôi gia đình mình, thì gia đình mình cũng không có làm khó nữa. Đúng rồi. Đó thì cũng hy vọng rằng là cái người chị này xem được những video mà mình sớm về để mình giải quyết chuyện gia đình thôi, chứ ngoài ra thì nếu mà giải quyết rồi xong hết thì gia đình vợ chồng cũng không có ai mà làm khó chị hết. Thì nói chung ra là quay đầu là bờ.